Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 730 đến chương 734. Phúc địa vương đình cứ cách mỗi 8 dặm đều sẽ có một tháp lâu nhỏ. Thật ra, đây đều là một phần của lầu chân dương 88 góc. Lầu chân dương 88 góc là tiên cổ phòng do trường Mao lão tổ đích thân luyện chế, cao đến bát chuyển. Về sau, trải qua một tay cự dương tiên tôn bố trí, tương ứng với toàn bộ Bắc Nguyên, bên trong phúc địa vương đình chỗ nào cũng có thể thấy được. Trong mỗi tháp lâu đều có hàng ngàn hàng vạn giã cổ, nhưng không ai dám chạm vào vì ai chạm vào người đó sẽ chết. Nhưng hiện tại xem ra cổ sư bố trí mô đất truyền thừa này không chỉ động vào tháp lâu mà còn thiết kế truyền thừa thủ đoạn như thế tài tình như thế năng lực như thế lập tức khiến Khương Nguyên xác nhận cổ sư thần bí này cực kỳ không đơn giản. Không nói là cổ sư chi bằng nói là cổ tiên thì đúng hơn. Dù sao cũng đã trải qua tăng thương Tuế Nguyệt bố trí của Cự Dương Tiên Tôn cũng bị lòng hơn nhưng không phải phàm nhân có thể dung chuyển được chỉ có nhân vật cấp bậc cổ tiên mới có thể khuấy động một góc, thành lập nên bố cục như thế. Tinh mang lấp lóe trong mắt Khương Nguyên. Hắn ngoài ý muốn đạt được truyền thừa địa khâu, lại còn là một truyền thừa cổ tiên. Ánh sáng trong đất cao đến vạn dặm, bách lý thiên du, vịnh mai tuyết hương. Mật ngữ này rốt cuộc nói đến cái gì? Trong truyền thừa cổ tiên có được bảo tàng gì? Có con tiên cổ nào hay không? Khương Nguyên lớn gan suy đoán. Nếu như là tiên cổ, Vậy thì có thể so sánh với một tầng của lầu chân dương. Cho dù là lầu chân dương 88 góc, mỗi một cửa ải cuối cùng của tầng cũng chưa chắc được ban thưởng tiên cổ. Cho dù không có tiên cổ, truyền thừa địa khâu được bố trí một cách nhọc tâm như thế, chỉ sợ cũng phải là bí phương tiên cổ. Không có tiên cổ, có bí phương tiên cổ cũng là thu hoạch cực lớn rồi. Bí phương tiên cổ hoàn chỉnh cũng không được mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Các cổ tiên cùng lắm sẽ chỉ bán tàn phương, ngay cả là bí phương tiên cổ hoàn chỉnh cũng phải chia nó ra mạo xưng là vừa mới thể ngộ khi đó mới có thể bán ra bí phương tiên cổ hoàn chỉnh chỉ có trao đổi qua lại với nhau nhưng loại trao đổi này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong lịch sử khương nguyên cố gắng dẹp bỏ mơ màng bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ đã có manh mối mấu chốt suy nghĩ của hắn lập tức tăng mạnh hắn kết hợp đủ loại manh mối suy đoán ra thời gian bố trí truyền thừa địa khâu hẳn là khá xưa rồi ít nhất là thời đại nhạc thổ tiên tổ đã có ở chỗ này nhưng càng suy nghĩ thì lại càng phát sinh nhiều bí ẩn. Tạm gọi người bố cục truyền thừa này là cổ tiên địa khâu, như vậy rốt cuộc ông ta là ai? Vì sao lại muốn bố trí truyền thừa của mình ở đây? Thân là cổ tiên, người đó làm sao mà tiến vào? Quan trọng hơn, làm sao người đó biết được nơi này mà bố trí, làm sao hiểu được nguyên lý của lầu chân dương 88 góc? Nếu như người đó cùng loại với Âu Dương Vân Sinh, tấn thăng thành tiên bên trong Phúc Địa Vương Đình, hết thảy đều có thể giải thích khương nguyên nghĩ đến đau đầu rốt cuộc không nghĩ thêm nữa một con cổ truyền thư xẹt qua chân trời bay về phía hắn khương nguyên tiếp nhận mở ra xem là thư thúc giục của hắc lâu lan thôi vẫn nên đến lầu chân dương trước thì hơn nơi này tạm thời buông xuống cổ tiên địa khâu có thể nói là đã lợi dụng lỗ thủng trong bố trí của cự dương tiên tôn sau khi ta tiến vào lầu chân dương cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc gián tiếp tìm ra bí mật của nơi này nghĩ đến đây Khương Nguyên liền truyền thư trở về. Hắc Lâu Lan đã chủ động thúc giục, Khương Nguyên cũng không tiện làm cao mãi, quyết định quay về. Lần này còn phải nhờ lực của Lang Vương ngươi. Sau khi nhìn thấy Khương Nguyên, Hắc Lâu Lan cười ha hả nói: "Thật ra trong lòng gã cực kỳ lo lắng. Thời gian ở bên trong Phúc Địa dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ cần bão tuyết 10 năm bên ngoài biến mất, Phúc Địa Vương Đình sẽ đóng lại, bọn họ sẽ phải rời khỏi Phúc Địa." Trước đó, Hắc Lâu Lan không chỉ gánh vác nhiệm vụ cổ tiên bổn ra, quan trọng hơn còn phải tìm tiên cổ lực đạo cho mình. Lang Vương trở về, Hắc Lâu Lan không kịp chờ đợi, tổ chức lại đội ngũ. Mọi người bước đến trước lầu, Hắc Lâu Lan đưa cho Khương Nguyên một tấm lệnh bài cổ xưa, đây là khách lệnh, Lang Vương ngươi không có huyết mạch của tiên tổ, đối với lầu chân dương mà nói chính là người ngoài, muốn vào lầu, nhất định phải cần khách lệnh. Khương Nguyên nhận lấy khách lệnh, khẽ cười một tiếng, ta đang muốn tìm hiểu về lầu chân dương một phen này. Sau đó, Hắc Lâu Lan cũng không mở một cánh cửa nào, trực tiếp đi thẳng vào cửa có chữ vào. Khương Nguyên theo sát đằng sau, cầm khách lệnh trong tay, bắt chước cách làm của Hắc Lâu Lan, tiến thẳng vào bên trong lầu chân dương. Khương Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trong nháy mắt tiến vào tháp lâu, một áp lực áp bách thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng rồi áp lực chợt biến mất. Khi hắn hoàn toàn tiến vào lầu chân dương, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Bầu trời xanh thẳm, nước hồ lóng lánh Trung quanh là núi xanh mông lung. Khách lệnh hóa thành một vũng nước lạnh buốt, thuận theo khe hở ngón tay rơi xuống. Khách lệnh chỉ có thể dùng một lần. Khương Nguyên vẫy tay, vẫy cho nước thép khô hoàn toàn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một hòn đảo nhỏ. Đứng bên cạnh chỉ có một người, là Hắc Lâu Lan. Nơi này chính là cửa thứ 54. Hắc Lâu Lan không nhìn Khương Nguyên mà nhìn thẳng phía trước. Ngươi nhìn đi, đó chính là vấn đề khó khăn mà minh tâm lão để ngươi phải giải quyết. Khương Nguyên thuận theo ánh mắt của gã nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ khác. Trên đảo nhỏ là một đàn sư tử rắn nước. Những con sư tử rắn nước này có bộ lông màu lam, bóng loáng vô cùng. Tứ chi cũng không phải chảo mà là màng chân giống như ếch. Đuôi của bọn chúng rất độc, có con thì nằm cuộn tròn, có con thì dựng thẳng người, thè ra cái lưỡi đỏ bừng. Không cần Hắc Lâu Lan giới thiệu, một tin tức từ cõi U Minh đã trực tiếp rót vào đầu Khương Nguyên lợi dụng ca nhím trên đảo để xông phá phòng hộ sư tử rắn nước, chiếm lĩnh hòn đảo đối diện. Khương Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn mép hòn đảo mà mình đang đứng. Bên trong làn nước biển màu xanh lam, hắn quả nhiên nhìn thấy cá nhím. Lúc này, các gia lão hắc gia lục tục kéo đến, đứng bên cạnh hắc lâu lan. Mặc kệ là rắn nước hay là cá nhím, tất cả đều là loài vật hoang dã thời Trung Cổ. Bây giờ chỉ có sâu trong Đông Hải mới nhìn thấy. Một vị gia lão cảm thán ta thấy cửa ải này không công bằng chút nào. Sư tử rắn nước vốn rất mạnh. Một con sư tử rắn nước có thể đấu với 5-6 con cá nhím. Nhưng số lượng cá nhím chẳng qua chỉ nhiều gấp đôi số lượng sư tử rắn nước mà thôi. Một vị gia lão hắc ra nhìn chằm chằm đảo nhỏ đằng trước, nói rõ độ khó cho Khương Nguyên biết. Minh tâm lão để không cần lo lắng, lần này chỉ là thử mà thôi. Hắc lâu lan vỗ vai Khương Nguyên. Dù sao Khương Nguyên khống chế chính là đàn sói. Còn lần này lại loại cá khá hiếm, vốn đã tuyệt tích ở Bắc Nguyên cá nhím Hắc Kỳ thắng đã thất bại thành tích tốt nhất chỉ giết được ba thành rắn nước điều này khiến cho cổ sư Hắc ra khắc sâu được độ khó của cửa ải này mặc dù thường Minh Tâm là đại sư nô đạo nhưng đây lại là lầu chân dương do Cự Dương Tiên Tôn thiết lập nên Khương Nguyên nhìn một lát câu mày thật chặt hắn âm thầm tính toán chỉ dựa vào thực lực của mình muốn không chế đàn cá nhím giết chết đàn rắn nước không khó thậm chí có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng qua cửa nhìn thì như đơn giản, thật ra lại rất đặc biệt. Lúc trước, cự dương tiên tôn thiết lập lầu chân dương 88 góc để lưu lại truyền thừa cho hậu đại, ban thưởng cho hậu bối tài hoa xuất chúng. Bởi vậy, phần thưởng tại mỗi cửa ải lầu chân dương đều có 3 bậc thượng trung hạ. Thông qua cửa loại hạ, thu hoạch được phần thưởng ít nhất, thẻ trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo. Thông qua cửa ải loại trung, thu hoạch được phần thưởng gấp 2 lần cửa ải loại hạ, ngoài thẻ tiến vào cửa tiếp theo còn có tin tức nhắc nhở liên quan đến cửa đó thông qua cửa loại thượng, không những tăng gấp đôi phần thưởng cửa ải loại chung, mà còn có thể đưa người qua cửa vào chỗ sâu trong lầu chân dương, gọi là bí tàng các. Bên trong bí tàng các có vô số kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có truyền thừa chân tiên của cự dương tiên tôn. Nhưng những vật trong bí tàng các không thể tiện tay lấy đi, mà cần người qua cửa trao đổi. Có thể trao đổi cổ trùng, trao đổi cổ phương, thậm chí cho dù là kinh nghiệm thể ngộ trong quá trình tu hành cũng được xem là vật trao đổi. Sau khi người qua cửa hoàn thành trao đổi, Lúc này mới tiến vào cửa ải tiếp theo. Hắc Lâu Lan chỉ cần qua cửa loại hạ, có thể tiến vào cửa thứ 55 là đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng Khương Nguyên thì khác. Hắn cần thông qua cửa loại thượng, tiến vào bí tàng các. Chỉ có ở bí tàng các, hắn mới vận dụng được thủ đoạn mà mình đã chuẩn bị xong, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Thông qua cửa loại hạ đối với ta dễ như trở bàn tay, nhưng cửa loại trung và loại thượng có tiêu chuẩn gì, ta lại không biết. Bây giờ chỉ có thể cố gắng thử một lần. Nghĩ đến đây, Khương Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu với Hắc Lâu Lan, ra hiệu có thể bắt đầu. Hắc Lâu Lan lấy ra một tấm lệnh bài, ném thẳng vào bầu trời. Lệnh bài này khác với khách lệnh, là lệnh bài chủ lâu. Lần đầu tiên Hắc Lâu Lan tiến vào phúc địa vương đình đã có được lệnh bài này, đại diện cho thân phận tôn quý của gã. Lệnh bài lâu chủ nhoáng lên, không trung gợn sóng, dần dần hiện ra một chục cổ ngự ngư, nhất nhị tam chuyển đều có. Khi Khương Nguyên tiếp nhận số cổ trùng này, nhẹ nhàng luyện hóa, những người còn lại đều bị một luồng sức mạnh vô hình cầm cố lại không thể giúp đỡ được gì chỉ có hắc lâu lan là còn có thể nói chuyện gã nhắc nhở minh tâm lão đệ ngươi nhất định phải chú ý thời gian ngươi chỉ có thời gian một chén trà mà thôi khương nguyên gật đầu tiện tay vẫy một cái cổ ngự ngư trong tay biến thành mấy chục đạo kỳ quang bay ra mọi người nhìn thấy khương nguyên tùy ý sử dụng như vậy không khỏi kinh hô trong lòng nếu đổi lại là hắc kỳ thắng gã phải thận trọng vô cùng khi gieo xuống cổ ngự cá cổ sư nhất định phải chịu sự phản kháng của đàn cá chỉ cần không chú ý ngự thú sẽ thất bại ngay thậm chí còn có khả năng dẫn đến hồn phách bị phản phệ phải chăng lăng vương đã quá khinh thường rồi không ta chưa bao giờ nhìn thấy kiểu ngự thú như thế có khi hỏng việc rồi trong lòng mọi người đều nhấc lên con sóng nhưng rồi hai mắt bọn họ phải mở to bọn họ nhìn thấy đàn cá sau khi bị gieo xuống cổ trùng từ tĩnh chuyển sang động vội vàng bơi ra khỏi đảo, giống như chỉ cần thuộc về Khương Nguyên, không có một tình huống ngự thú nào thất bại. Đàn sư tử rắn nước cũng bị tình huống này kinh động, vội vàng nhấc thân hình lười biếng dậy, từ ngồi hoặc nằm biến thành đứng thẳng, đầu sư tử gầm nhẹ, đầu rắn thì lưỡi thẻ ra thụt vào. Rất nhiều đàn sư tử rắn nước vội vàng nhảy xuống nước, thành lập phòng tuyến bên dưới. Còn Khương Nguyên thì ngạo nghễ đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, không hề hoảng hốt, thể hiện nội tình hồn phách và tạo nghệ nô đạo, khiến mọi người không khỏi thầm khen trời ơi hắn có thể làm được chỉ một cảnh tượng này cũng đủ cho ta mở rộng tầm mắt lang vương quả nhiên không hổ danh là nô đạo đại sư đúng là khác biệt với người bên ngoài đại sư chính là đại sư lần này có thể nhất cử công thành hay không cũng khó mà nói được ánh mắt mọi người hiện lên vẻ chờ đợi ngay cả hắc lâu lan cũng có vẻ mặt chờ mong nhưng đàn cá lại không như mọi người suy nghĩ không lao thẳng đến đàn sư tử rắn nước đối diện mà phân tán bốn phương tám hướng không ngừng đảo qua đảo lại cái này, Lang Vương muốn làm gì? Lang Vương tính tình ổn thỏa, xem ra hắn muốn làm quen với tập tính của đàn cá. Nhưng thời gian trôi qua, đàn cá vẫn cứ đảo qua đảo lại như cũ. Mọi người nhìn một hồi cũng không thấy đàn cá giao chiến với đàn sư tử rắn nước. Hắc Lâu Lan bắt đầu nôn nóng, không khỏi thúc giục, minh tâm lão đệ, mau tranh thủ thời gian đi. Không vội, Khương Nguyên bình thản, ung dung trả lời. Đàn sư tử rắn nước thấy đàn cá mãi cũng không tấn công, một số sư tử rắn nước bò ra ngoài, leo lên trên đảo. Vì thế phòng tuyến đã trở nên lỏng lẻo hơn. Một lúc lâu sau, Hắc Lâu Lan lại thúc giục, minh tâm lão đệ, bây giờ đã qua nửa chén trà rồi đấy. Cứ thông thả, Khương Nguyên khoát tay, ánh mắt cụp xuống, giống như hơi buồn ngủ. Lại càng có nhiều sư tử rắn nước leo lên bờ. Thậm chí sư vương già nua đang nằm trên mặt đất cũng nhắm mắt lại. Mọi người thất vọng, không khỏi chửi mắng trong lòng. Lang Vương này đúng là sấm to mưa nhỏ, Uổng công ta xem trọng hắn như vậy. Đại sư thì thế nào? Nơi này chính là lầu chân giường đấy. Xem ra lần này Thường Minh Tâm chủ yếu muốn làm quen với đàn cá, tích lũy kinh nghiệm, chờ lần sau toàn lực xung kích. Mắt thấy thời gian sắp hết, chút hy vọng còn lại của mọi người cũng sạch luôn. Đáng tiếc hao tổn một tấm khách lệnh, vẫn nên ngẫm lại hôm nay về nhà ăn gì thì hay hơn. Lần này qua cửa thất bại không biết tộc trưởng đại nhân nên đối phó với thường minh tâm như thế nào. Khi mọi người đang suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Khương Nguyên cười một tiếng, đàn cá đột nhiên công kích, từ bốn phương tám hướng sông đến đàn sư tử rắn nước. Quả nhiên đến rồi, tinh mang bùng lên trong mắt hắc lâu lan. Trong lòng gã đã sớm có suy đoán, nếu thường minh tâm muốn có động tác thật sự vào lần tiếp theo, như vậy cơ hội lần này hắn sẽ làm quen và huấn luyện đàn cá, nhất định phải thăm dò đàn sư tử rắn nước để nhìn rõ hư thực và chiến lực của bọn chúng đàn cá bỗng nhiên công kích quả nhiên đã đánh đàn sư tử rắn nước trở tay không kịp đàn cá nhìn giống như bầy cá mập đói khát dùng thế xét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt một số sư tử rắn nước trong nước thì ra là thế trước đó thường minh tâm vừa huấn luyện bầy cá vừa làm tê liệt đàn sư tử rắn nước lần này được kích hiệu quả tiêu diệt được ba thành đàn sư tử đại sư quả đúng là đại sư tạo nghệ ngự thú nhìn mà than thở hắc kỳ thắng so với thường minh tâm chẳng khác nào đứa bé với người đàn ông trưởng thành. Mọi người không khỏi mở to mắt, cảm thấy kinh ngạc vì thành tích được sáng tạo ra trong khoảnh khắc của Khương Nguyên. Giống, nhìn thấy binh sĩ của mình bị tàn sát, lão sư vương tức giận hét lớn, sau đó đích thân dẫn đàn sư tử rắn nước nhảy xuống nước, triển khai tàn sát đàn cá nhím để trả thù. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là, dưới sự khống chế của hắn, đàn cá đã lùi lại. Đàn sư tử rắn nước đuổi theo không bỏ. Khi tiến đến một chỗ nào đó, đột nhiên đội ngũ sinh ra hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy nghi hoặc. Thì ra nơi này có dòng nước xoáy ngầm, hắc lâu lan thấp giọng hô to. Chợt, ánh mắt các gia lão sáng lên, ta biết rồi, xem ra lang vương đại nhân giàn trải đàn cá, không chỉ huấn luyện mà còn muốn điều tra địa hình. Đúng vậy, thu chiến, hai quân giao phong, không những phải cần cân nhắc hai phe địch ta, mà còn phải chú ý đến địa hình địa lợi. Rất nhiều cổ sư nhìn đến đây, suýt chút nữa thì vỗ đùi, há miệng kêu lên. Đàn sư tử rắn nước bị cơn xoáy ngầm vây khốn, đàn cá lập tức đổi đầu thương nhào tới. Hình thể đàn sư tử rắn nước quá to, mạch nước ngầm lại quá sâu, nhưng đàn cá hình thể nhỏ nhắn, ảnh hưởng của xoáy ngầm đối với chúng cực kỳ bé nhỏ. Một trận chiến công phạt vô cùng tinh diệu trình diễn trước mặt mọi người. Đàn sư tử rắn nước yếu ớt giống như giấy. Còn đàn cá dưới sự khống chế của Khương Nguyên, giống như một đội tinh binh bách chiến bách thắng, phối hợp ăn ý, tiến thoái có chừng từng bước xâm chiếm. Đàn cá khi thì đột nhiên tập trung tấn công mạnh, khi thì tản ra, khiến cho đàn sư tử rắn nước phản công vô ích. Đây quả thật giống như một tùm kịch. Thật là lợi hại, chỉ dùng thời gian 10 hô hấp, lang vương đã toàn thắng. Như vậy đã qua cửa rồi. Đám gia lão hắc gia vừa mừng vừa ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Khương Nguyên lại càng lộ ra sự kính sợ, thán phục và kiên kỵ. Giỏi cho Lăng vương, hắc lâu lan vỗ tay cười to. Khương Nguyên cũng cười sang sảng, một khắc tàn sát đàn sư tử rắn nước xong, lập tức có tin tức truyền vào đầu hắn, đánh giá loại thượng. Sau một khắc, thân hình Khương Nguyên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người hắc ra nhìn thấy, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đúng là đã thông qua cửa loại thượng, chỉ có hắc lâu lan là kinh hô từ tận đáy lòng. Khương Nguyên đang ở bên trong một hành lang thủy tinh. Dưới ánh sáng, bốn vách tường là những tấm thủy tinh trong suốt, có thể soi cả bóng người ánh mắt Khương Nguyên hiện lên sự do dự. Phía sau, bên trái bên phải đều là vách tường, nói rõ chỉ có thể tiến lên phía trước. Rốt cuộc cũng đã đến bí tàng các, khóe miệng Khương Nguyên nhếch lên, tiếp tục tiến lên phía trước. Hành lang bằng thủy tinh dài và trong suốt, đi chưa được năm bước, Khương Nguyên nhìn thấy bên trong vách tường thủy tinh trái phải xuất hiện từng con cổ trùng hoặc cổ phương. Đây đều là kỳ chân dị bảo của bí tàng các. Muốn có được chúng, phải mang vật có giá trị tương ứng đến đổi. Sao? nơi này có một con thiên nguyên bảo vương liên mộc đạo. Khương Nguyên dừng bước, phát hiện bên trong vách tường đang phong ấn một con cổ trùng quen thuộc. Con cổ này là một đóa hoa sen màu trắng xanh, to bằng chậu rửa mặt, lai lịch phi phàm, do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Chung một bộ, theo thứ tự là Thiên Nguyên Bảo Liên Tam chuyển, Thiên Nguyên Bảo Quân Liên Tứ chuyển, Thiên Nguyên Bảo Vương Liên Ngũ chuyển và Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Lục chuyển. Trong đó, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên là cổ xếp thứ sáu trong thập đại cổ trùng, giá trị tương đương với Xuân Thu Thiền, hiện tại đang nằm trong tay địa linh lang gia. Khương Nguyên đã từng dùng qua một con thiên nguyên bảo liên, có thể bù đắp thiếu hụt tư chất ở mức độ lớn nhất cho hắn, trợ giúp cho hắn rất nhiều. Chỉ là muốn tấn thăng loại cổ này, Khương Nguyên không những thiếu cổ phương, mà giá cả hợp luyện còn rất cao, phải cần lợi dụng một nguyên tuyển tự nhiên. Nguyên lực của nguyên tuyển này phải còn sung mãn, không phải là loại nguyên tuyển đã được sử dụng nhiều năm, nội tình không đủ. Sau khi thành công, nguyên tuyển này sẽ bị phế bỏ nguyên liên tứ chuyển phải cần sử dụng 7 nguyên tuyển. Đến ngũ chuyển, lại cần 9 nguyên tuyển. Đến lục chuyển là cần 11 nguyên tuyển. Số liệu này là căn cứ vào nguyên tuyển các nơi ở Nam Cương. Nếu dùng nguyên tuyển ở Bắc Nguyên, nhất định phải gấp 6 lần. Khi đó, Khương Nguyên muốn tấn thăng thiên nguyên bảo liên thật sự quá khó khăn. Huống hồ, tư chất của hắn cũng đã có sự cải thiện rất lớn, hắn liền bỏ qua cổ thiên nguyên bảo liên. Nhưng bây giờ, đoá thiên nguyên bảo vương liên ngũ chuyển này khiến cho hắn động tâm. Thiên Nguyên Bảo Liên được gọi là Nguyên Tuyền Di Động. Một khi luyện hóa, có thể tạo ra chân nguyên tự nhiên. Cổ Thiên Nguyên Bảo Liên Tam chuyển ta đã sớm không dùng hợp, nhưng Thiên Nguyên Bảo Vương Liên lại phù hợp với trạng thái hiện tại của ta. Nhưng nếu muốn lấy được Thiên Nguyên Bảo Vương Liên, dựa theo quy củ, Khương Nguyên phải dùng vật tương ứng để đổi. Vậy thì tạm thời đổi một cái đi. Hiện tại Khương Nguyên có thể nói là tài đại khí thô, có được phúc địa giống như cổ tiên. Muốn đổi lấy Thiên Nguyên Bảo Vương Liên, đối với người ngoài mà nói, vốn ban đầu phải rất lớn nhưng đối với khương nguyên mà nói lại chỉ là vấn đề nhỏ nên chọn cái nào mà thôi nên lấy thứ gì đổi đây khương nguyên rót tinh thần vào thăm dò bên trong hai không khiếu cổ trùng nô lực hai đạo đương nhiên không thể đổi được cổ bổn mệnh xuân thu thiền thứ nhất lại càng không bỏ ra nổi nhưng ngoại trừ những thứ này ra vẫn còn không ít cổ trùng thượng vàng hạ cám giá trị của những cổ trùng này đương nhiên thấp hơn thiên nguyên bảo vương liên nhưng một cái đổi không được thì có thể dùng hai ba cái để đổi Ồ, tại sao nơi này lại có 18 cổ trứng suối nhỉ? Khương Nguyên kinh ngạc phát hiện bên trong không khiếu thứ nhất có một đống cổ ngũ chuyển quý giá. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, suýt chút nữa thì ta quên mất. Đây là phần thưởng mà ta thông qua được cửa thượng, được lầu chân dương trực tiếp đưa vào bên trong không khiếu. Theo lý, không khiếu cổ sư là nơi căn bản của tu hành, bí ẩn nhất trong số những bí ẩn. Nhưng lầu chân dương không hổ danh do trường mao lão tổ tạo nên, được cự dương tiên tôn bố trí, có được uy năng to lớn, có thể đưa thẳng cổ trùng vào bên trong không khiếu cổ sư. Mặc dù cổ trứng suối không bằng Thiên Nguyên Bảo Vương Liên nhưng dù gì cũng là cổ ngũ chuyển. Hình dáng của cổ trứng suối giống một quả trứng ngỗng màu trắng, do giết chết trứng nhân hoàng mà đoạt được. Nếu chôn cổ trứng suối vào sâu trong lòng đất, có thể hình thành mắt nguyên tuyển nguyên thủy. Nguyên tuyển là căn bản giúp cổ sư tu hành. Vì thế các gia tộc cỡ lớn sẽ thu thập cổ trứng suối để gia tăng nội tình, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Cho dù là cổ tiên cũng thường hay mua hình thành nguyên tuyền bên trong phúc địa nhà mình để tưới nhuần vạn vật. Khương Nguyên tiện tay lấy ra một con cổ trứng suối. Phẩm chất của con cổ này không tốt, mặt ngoài vỏ trứng có vết dạn. Bên trong cổ có vết tích chân nguyên, hiển nhiên là đã từng được người sử dụng qua. Tinh mang lóe lên trong mắt Khương Nguyên. Hắn cười lạnh, xem ra cổ này khi bị thôi động, đã bị bàn tay tuyết đánh cướp. Phần thưởng qua cửa trong lầu chân dương 88 góc đều được lấy như vậy. Vì để thực hiện mộng đẹp độc chiếm thiên hạ, đồng thời mưu lợi cho hậu thế, cự dương tiên tôn đã nhọc lòng bố trí đại cục thiên cổ như vậy. Đầu tiên là cuộc chiến vương đình, mục đích làm suy yếu và diệt trừ các bộ tộc khác, sau đó lợi dụng bão tuyết 10 năm, tập trung toàn bộ thiên tài địa bảo các nơi ở Bắc Nguyên vào lầu chân dương 88 góc. Nên biết rằng, cổ sư tu hành ỷ vào nguyên liệu rất nhiều. Cự dương tiên tôn thiết lập lầu chân dương 88 góc chính là rút củi dưới đáy nồi, cướp đoạt vật tư cho hậu duệ huyết mạch của mình, đập tan hy vọng cuột khởi của các bộ tộc khác. 500 năm kiếp trước của Khương Nguyên, khi Cổ Tiên Trung Châu công phá Phúc Địa Vương Đình, chính là lợi dụng đặc tính này của Lầu Chân Dương. Bọn họ điều quân cờ của mình trà trộn vào Phúc Địa Vương Đình, đồng thời cố ý tung ra cổ trùng của mình, mặc cho bàn tay Tuyết Cướp bóc, cuối cùng khiến nội bộ của Lầu Chân Dương bị phá hư, tạo ra khe hở mang tính then chốt. Sau khi Cổ Tiên Trung Châu hủy diệt Phúc Địa Vương Đình, đã trắng trợn công bố dụng tâm hiểm ác của Cự Dương Tiên Tôn, dẫn phát Bắc Nguyên chấn động, dân ý sôi trào mãnh liệt. Nhưng chấn động thì chấn động Bắc Nguyên vẫn có chiến lực đứng thứ hai gần với Trung Châu. Các thế lực đại siêu cấp, bộ tộc Hoàng Kim liên kết trấn áp, giúp cho Bắc Nguyên vững chắc. Trải qua bộ tộc Hoàng Kim thống trị Bắc Nguyên nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế, tuyệt không phải dân ý xôi trào là có thể dung chuyển được. Dân ý có lớn, nhưng không có võ lực trèo trống, cái rắm cũng không bằng. Khương Nguyên cầm cổ trứng suối trong tay, đến gần vách tường thủy tinh, dựa sát vào thiên nguyên bảo vương liên được phong ấn bên trong. Vách tường gần đó bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, tiếp theo sinh ra ánh sáng cam, sau ánh sáng cam là ánh sáng vàng. Sau khi ba ánh sáng đỏ, cam, vàng hoàn quyện vào nhau thì không còn động tĩnh nào khác. Khương Nguyên lấy ra hai con cổ trứng suối, dán sát vào vách tường. Lại có thêm một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, chỉ là ánh sáng màu xanh không thịnh, bị ánh sáng ba màu kia vượt mặt. Khương Nguyên cười lạnh, lấy ra một con cổ trứng suối thứ tư, đồng loạt đưa vào vách tường thủy tinh. Lần này ánh sáng màu xanh hoàn toàn nở rộ, ngang bằng với ba màu ánh sáng kia. Vách tường thủy tinh từ thực hóa hư, hơi rung rinh. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên từ bên trong bay ra, còn bốn quả trứng suối trong tay Khương Nguyên thì bay thẳng vào bên trong vách tường, thay thế cho Thiên Nguyên Bảo Vương Liên. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên rơi xuống tay Khương Nguyên, hắn lập tức dùng chân nguyên luyện hóa. Uy năng của lầu chân dương 88 góc rất phi phàm, có thể giúp cho cổ sư trong nháy mắt luyện hóa phàm cổ. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen, bên trong bí tàng các có 8 loại tiêu chuẩn. Càng nhiều ánh sáng màu, nói rõ bảo vật càng thêm chân quý. Thiên nguyên bảo vương liên ngũ chuyển chỉ đạt đến ánh sáng xanh là có thể đổi lấy, thuộc hạng tầng trung bên trong 8 loại tiêu chuẩn mà thôi. Xem ra, bí tàng các quả nhiên không tầm thường, bảo tàng có rất nhiều. Khương Nguyên suy tính, lập tức khắc sâu nhận biết hơn về giá trị của bí tàng các. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bức tường thủy tinh trước mắt. Từ bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt, Bên trong vách tường là bốn cổ trứng suối mà Khương Nguyên vừa mới đổi. Khương Nguyên thử điều động bọn chúng nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng của hắn tán thưởng không thôi. Nói một cách không cần khiêm tốn, trong thiên hạ từ trước đến nay, hiểu biết của Khương Nguyên về Lầu Chân Dương có thể liệt vào ba người đứng đầu. Tất cả đều là nhờ hắn nắm trong tay tin tức xác thực mà Địa Linh Lang gia đã cho hắn. Khương Nguyên càng hiểu biết nhiều về Lầu Chân Dương, lại càng cảm thấy được công trình kỳ diệu của tòa lâu này khỏi cần phải nói, chỉ nói vách tường thủy tinh trước mắt cũng đã có lai lịch rất lớn. Vách tường thủy tinh này là do trường mao lão tổ dốc xương lóc thịt của mấy vạn cổ sư, sử dụng bí pháp nào đó giúp không khiếu của bọn họ ra. Dùng vách tường không khiếu là chủ tài, kết hợp với cổ huyền băng, cổ tường băng, cổ hoa ngọc, cổ hoãn canh, cổ sinh cơ hợp luyện mà thành. Vách tường thủy tinh này là nơi tuyệt hảo dùng để phong ấn cổ trùng. Cổ trùng bên trong sẽ chìm vào giấc ngủ say tự nhiên, có thể bảo tồn mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không bị tổn hao. Dựa theo ghi chép, khi vách tường thủy tinh vừa mới được luyện chế, nó đã lóe lên sóng nước ô nhuận, người ở bên trong cứ như đi trong ảo mộng. Đến bây giờ, mặc dù vách tường thủy tinh không còn phong thái như trước đó, nhưng vẫn long lành như cũ. Thời gian thấm thoát, nước chảy đá mòn. Sức mạnh thời gian là một trong những vĩ lực mạnh nhất thiên địa. Cho dù là trí tôn cửu chuyển cũng bị thời gian đánh bại. Tuy lầu chân dương là tiên cổ phòng, nhưng cứ cách 10 năm lại bị thúc đẩy, cũng phải bị hao tổn. Bằng không, kiếp trước của Khương Nguyên, lầu chân dương 88 góc cũng không bị cổ tiên Trung Châu công phá. Bây giờ ánh sáng của vách tường thủy tinh không còn nhiều, thậm chí dưới góc tường còn có bột thủy tinh chất đống. Khương Nguyên tiếp tục đi tới. Bên trong vách tường thủy tinh phong ấn đủ loại cổ trùng, cổ phương, kỳ tài luyện cốt, càng nhiều hơn là tâm đắc tu luyện do cổ sư lịch đại lưu lại. Những kinh nghiệm tâm đắc này vô cùng chân quý. Có thể đến được bí tàng các, tất cả đều là nhân kiệt qua được cửa thượng, vật mà bọn họ lưu lại hoàn toàn không thể kém được. Sau khi đi được một khoảng cách, Khương Nguyên dừng bước. Hành lang thủy tinh kéo dài rất xa, hoàn toàn không thấy được điểm cuối, nhưng một tấm bia đá đã chặn đường Khương Nguyên. Bia đá vuông vức, chiều cao đến đầu gối Khương Nguyên, bên trên có ghi bốn chữ Bắc Nguyên, khách đến dừng bước. Lầu chân Dương 88 góc là do cự Dương Tiên Tôn thiết lập, cân nhắc cho hậu thế của mình. Nhưng người tiến vào bí tàng các chưa hẳn là người mang trong người huyết mạch Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn cân nhắc đến điều này, cho nên mới bố trí những vật tư quý giá đằng sau bia đá, người ngoài như Thường Minh Tâm chỉ có thể nhìn mà tiếc nuối. Nhưng Khương Nguyên không phải Thường Minh Tâm. Khách tới dừng bước. Ừ, Khương Nguyên khinh thường cười lạnh. Hắn thử bước qua bia đá, kết quả bị một bức tường vô hình ngăn lại. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù lầu chân Dương 88 góc có hao tổn, nhưng công dụng khách đến dừng bước vẫn còn, không thể cưỡng ép đột phá được. Khương Nguyên thăm dò một phen, sau đó ngồi xếp bằng, đối diện với bia đá. Hắn chủ tính cho chuyến đi này thật lâu, tất nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, hắn móc ra một con cổ trùng, bắn vào bia đá. Bước đầu tiên luyện hóa lầu chân dương 88 góc đã mở ra. Luyện hóa lầu chân dương 88 góc nghe thì giống như ý nghĩ hão huyền, nhưng thật ra cũng không phải là vọng tưởng. Trên thực tế, Khương Nguyên cũng không phải là người đầu tiên luyện hóa lầu chân dương 88 góc. 500 năm sau, cổ tiên Trung Châu công phá phúc địa Vương Đình, chính là đã điều động cổ sư lẻn vào bí tàng các của lầu chân dương. Sau khi chuyện thành công, bọn họ đem toàn bộ quá trình cùng với cổ trùng cất giữ, sau đó bố cáo thiên hạ. Phúc địa Vương Đình chính là biểu tượng tinh thần của cổ sư Bắc Nguyên, ý nghĩa phi phàm. Hình ảnh ghi chép công phá phúc địa Vương Đình lưu truyền năm vực không chỉ hiển lộ rõ ràng thực lực của Trung Châu, mà còn có ý đồ đánh vào trụ cột tinh thần của cổ sư Bắc Nguyên. Quan trọng hơn chính là đoạn hình ảnh xác thực tỉ mỉ này đã chứng minh Cự Dương Tiên Tôn vơ vét cổ trùng Bắc Nguyên là bằng chứng mưu lợi cho huyết mạch hậu duệ nhà mình. Hình ảnh vừa được công bố, Bắc Nguyên chấn động, sự phẫn nộ của dân chúng vang trời. Mặc dù cục diện đã được các bộ tộc Hoàng Kim chấn áp, không đạt đến trình độ nội loạn như cổ tiên Trung Châu mong muốn, nhưng đã ly rán được lòng người Bắc Nguyên. Cổ tiên Trung Châu tống thả hành sau khi xem qua hình ảnh này đã nói chúng tim đen, một khi hình ảnh như vậy lưu truyền thiên hạ, tinh thần tự do của Bắc Nguyên đã được giải phóng khỏi lồng giam của cự Dương Tiên Tôn. Khương Nguyên đối với đoạn hình ảnh đó ấn tượng rất sâu. Sau khi hắn sống lại, lập tức ngộ ra được giá trị to lớn của đoạn hình ảnh. Chuyến đi đến Bắc Nguyên lần này, mặc dù là để cứu núi đãng hồn, nhưng đó chỉ là một mục đích mà thôi. Khương Nguyên tính tình cẩn thận, mọi thứ đều phải nghĩ bại trước rồi mới nghĩ thắng. Trên thế giới này, nào có chuyện gì đều là chuyện tốt cả. Nếu chẳng may không cứu được núi Đãng Hồn, ta còn có thể thu hoạch được những thứ khác để đền bù trong lầu chân dương 88 góc. Hình ảnh cổ tiên Trung Châu công phá Phúc Địa Vương Đình có giá trị tham khảo cực kỳ lớn đối với Khương Nguyên. Nhưng chỉ hình ảnh đó thôi còn chưa đủ. Khương Nguyên chỉ có thể nhìn thấy được mặt ngoài của đồ vật trong hình ảnh, nhưng cũng may, hắn nhận được tin tình báo từ tay Phúc Địa Lang Gia. Kể từ đó, lý luận liên hệ thực tiễn, mức độ nắm chắc luyện hóa được lầu chân dương 88 góc tăng lên nhiều hơn. Dựa vào tu vi của ta bây giờ, muốn hoàn toàn luyện hóa lầu chân dương 88 góc là không thể nào, nhưng ta có thể luyện hóa từng phần. Khương Nguyên hoàn toàn thấu triệt hiện thực trước mắt. Hắn chẳng qua chỉ là một cổ sư phàm nhân, muốn luyện hóa hoàn toàn cổ phòng, ít nhất phải có cấp độ cổ tiên bát chuyển. Trong kế hoạch của Khương Nguyên, chỉ là luyện hóa một phần của lầu chân dương mà thôi. Lầu chân dương trải qua tăng thương tuế nguyệt, sớm có hao tổn, giống như một tấm vải bị thủng lỗ chỗ. Nó quá hùng vĩ, quá to lớn, chẳng khác nào một cái lồng gỗ cực lớn. Đem Khương Nguyên so sánh với nó, hắn chỉ là một con mối. Sức mạnh của một con mối thì không cách nào ăn hết toàn bộ lồng gỗ, nhưng lại có thể ăn mòn từng chút một. Độ khó của hai cái này cách nhau một trời một vực. Tấm bia khách đến rừng bước bị bắn vào cổ trùng đặc biệt, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Khương Nguyên duỗi hai tay, điều động chân nguyên bên trong không khiếu rót vào. Đồng thời, ý chí của hắn theo chân nguyên xâm lấn vào bên trong tấm bia cổ sư luyện cổ chính là đem ý chí của mình chiếm cứ cơ thể cổ trùng trong quá trình này chân nguyên chính là vật dẫn